Kỳ Lân xin kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân xin phép giới thiệu một cặp đồng hồ Rolex chính hãng, một chiếc dành cho nam và một chiếc dành cho nữ, kèm với một chiếc nhẫn đeo cặp với đồng hồ nam. Tức là một cặp nhẫn này, một chiếc nam và một chiếc nữ đeo cặp với nhau giữa hai tình yêu, và kèm với một chiếc nhẫn đeo cặp riêng với đồng hồ nữa. Hơi lung cũng nhờ, nhưng không sao, quý khách sẽ hiểu được ngay sau bây giờ. Và bây giờ Kỳ Lân đang tiến hành kiểm tra, review và tiến hành chuẩn bị đi giao tặng nơi, tặng nhà cho một vị khách hàng rất đặc biệt của Kỳ Lân Luxury. Wow, đây là chiếc đồng hồ Daydex size 40, full vàng hồng nguyên khối, AU 750. Chiếc đồng hồ Daydex này có 3 kim giờ phút giây, cọc số giờ là kim cương baguette kim cương ống. Trên vị trí 12 giờ có một cái hiển thị, đó chính là thứ. Và đi kèm với chiếc đồng hồ nam là một chiếc nhẫn Rolex dành cho nam, đeo cặp với đồng hồ. Chiếc nhẫn này xoay được, và vì sao gọi là nhẫn Rolex? Bởi vì chiếc nhẫn này được thiết kế hai bên hông, hai bên thành hông này có kiểu dáng y chang như là vành bezel trên chiếc đồng hồ Rolex. Cho nên Kỳ Lân đặt tên là nhẫn Rolex, và hai bên đều như vậy. Với công nghệ và kỹ thuật chuyên môn chuyên sâu của Kỳ Lân Luxury nên những cái vành, hai bên vành hông này giúp lấp la lấp lánh như kim cương. Và trong điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau, mình di chuyển khác nhau, thì cái sự lấp lánh chiếu từ cái vành khía này sẽ rất đẹp và sang. Ở giữa là mình xoay được, và ở giữa là có bốn hàng kim cương được tuyển chọn từng viên một đẹp lấp lánh. Và không những mẫu này đeo cặp với đồng hồ Rolex đẹp, mà mẫu mà Kỳ Lân đang đeo trên tay, mẫu này có hộp sòn kim cương chủ ở giữa, cũng đeo rất hợp và rất đẹp với mẫu, những mẫu đồng hồ Rolex chính hãng luôn. Thì mỗi cái là mỗi kiểu cách. Đây là chiếc đồng hồ size 31 dành cho nữ, y chang 40 dành cho nam, nhưng mà khác biệt là size nhỏ hơn là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cọc số giờ bên trong là cọc số giờ kim cương tròn. Và điểm thứ ba khác biệt đó chính là chiếc đồng hồ nữ thì không có ô lịch thứ ngay vị trí 12 giờ, chỉ có 3 kim giờ phút giây và một ô lịch ngày thôi. Sau khi Kỳ Lân kiểm tra tất cả những chi tiết và chất lượng cũng như là tất cả những thông số đầy đủ hết, bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành chuẩn bị và đi giao đến tận nhà, tận tay. Và Kỳ Lân chúc cho vị khách hàng luôn luôn gặp được nhiều may mắn và đạt được tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Và hãy luôn luôn ủng hộ Kỳ Lân Luxury nhé. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn. Và video clip đến đây sẽ được phép kết thúc. Kỳ Lân xin cảm ơn tất cả các khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury, và hãy đến với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình những sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.